Công ty điện máy Bình Dân, chuyên bán các dòng điện máy với giá cả bình dân. Liên hệ 0364 91 6666. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là 246 mẫu đầu bơm nước gắn vào máy cắt cỏ để làm chiếc máy bơm nước. Đấy, ở xa xa ở đây chúng ta có một cái loại đầu bơm cắt cỏ là ống cần phi 28. Ti bên trong là ti 9 khía và đầu ra là ra 34. Đấy, ống nước ra là ra 34. Cái bến là con 28 9 khía và đầu ra của nó khiêm tốn hơn, nó chỉ có 27 thôi. Đây là con 26 9 khía và đầu ra cũng là 27, dòng này dòng nhỏ anh em nhé. Đây là con 26 7 khía. Đấy, khía bên trong cái ti lắp vào nó có 7 khía thôi. Con này gọi là 26 7 khía. Ở đây là con 24 7 khía thì ống cần con này là ống cần phi 24. Thường thường các dòng máy Nhật bãi người ta hay sử dụng ống cần phi 24 thì chính là con này đây. Ở ti là ti có 7 khía thôi. Và cuối cùng là con này cũng là dòng 24. Nhưng nó là ti vuông phù hợp cho các dòng cơ của Thụy Điển vào dùng máy cắt cỏ của Thụy Điển Husqvarna. Thì ở đây là tất cả phụ kiện của chiếc máy này đây. Nó có một cái lọc rác này, một cái đầu ra này, cái nhê bắt ống và một là cái lọc rác này. Nó sẽ có hai loại, một lọc rác nhựa và lọc rác trong inox. Đấy là tùy loại chúng ta mua, nó sẽ có lọc rác nhựa và lọc rác inox khác nhau. Thì ở đây em có một cái máy cắt cỏ và em sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn lắp ráp chiếc máy này luôn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tháo nguyên cái đầu bò ra nhé. Anh em đừng mua cái dòng tháo dao, các cái dòng đầu bơm nước gắn máy cắt cỏ mà tháo bằng dao, tháo con dao ra lắp vào ấy, nó mỏng manh và nó không được mạnh đâu. Con này rất là mạnh vậy. Chúng ta sẽ sử dụng cái lục 4 này để chúng ta tháo. Chúng ta tháo con đầu bò ra, tháo cả cái đầu bò ra, tháo cả cụm luôn. Phải tháo lỏng ra thì mình mới lấy được nhé, nó sẽ khá chặt. Đây, chúng ta tháo nguyên cái cụm đầu bò và dao ra. Đấy, và chúng ta lắp cái đầu bơm cắt cỏ vào. Ở đây thì là cái máy này là con dòng GX35, cho nên nó sẽ là ống 28 và ti 9 khía, thì đây chính là cái dòng 28 9 khía đấy ạ. Chúng ta sẽ lắp vào. Đây chúng ta sẽ lắp vào, chúng ta để ý cái ti nhé. Khi đóng vào nó kêu kịch một cái là ok. Chúng ta lựa vào. Đấy, như thế này là được, là ok này. Đấy, là cái ti nó sẽ ngập được vào tầm này. Và chúng ta siết hai con ốc này trước, sau siết con ốc này. Con này thì chúng ta sẽ dùng lục lăng. Chúng ta siết đều hai con ốc hai bên. Sau là nó sẽ đã chặt rồi và chúng ta siết lốt con này để chống xoay thôi. Con này chúng ta sẽ siết vừa tầm thôi, chúng ta siết căng con này nó sẽ méo cái ống cần này đấy, nên chúng ta chỉ siết vừa tầm thôi. Nhẹ nhẹ tay thôi, nó chỉ vừa phải, ok. Sau đó là chúng ta sẽ, sau khi chúng ta đã bắt xong cái ống cần rồi, chúng ta sẽ lắp cái chỗ rác vào. Dòng này dòng xịn hơn, nó sẽ có chỗ inox. Các dòng thường nó sẽ chỉ là chỗ nhựa thôi. Thế đến chúng ta sẽ lắp cái đầu ra. Đầu ra là chúng ta lưu ý nó sẽ có một cái gioăng cao su, chúng ta phải nhét vào đây và chúng ta lắp vào. Nó sẽ bịt kín đầu này lại, nó sẽ có áp khi chúng ta dẫn nước đi xa nó mới được. Chúng ta quên cái gioăng cao su chúng ta sẽ không dẫn được nước đâu nhé. Vậy chúng ta chỉ xếp bằng tay là ok rồi. Và khi mà chúng ta muốn dẫn ống 34 đi thì ở đây nó sẽ có một cái nhê, chúng ta cho cái ống vào đây, lồng cái ống này, chúng ta bắt chặt con ốc này lại. Như vậy là sẽ ok. Vâng, trên đây thì em đã giới thiệu và lắp ráp chiếc đầu bơm nước gắn vào máy cắt cỏ. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video của em.